nhìn kỹ cũng đẹp thật đấy. Tặng chị bầu trời hôm nay nè, nhìn rất giống Đà Lạt phải không? Vì sao mình không bao giờ nhận ra là bầu trời lại đẹp như vậy nhỉ? Chuyện của bà với cả Nam Phong á, ổn rồi hả? Mà sao hỏi tôi vậy ạ? Không bao giờ được nhắc tên hắn trước mặt tôi, nhớ chưa? Cái đầu có mấy cái trứng chim rồi, làm ơn mất lên. Cô đang đi tập hài kịch đó hả? Bà tuyệt đối không được để lộ thân phận, nghe chưa? Mà sao tôi thấy bà lo còn hơn tôi nữa.